Xin chào tất cả mọi người nhé. Hiện tại thì bây giờ mình đang có mặt ở bên Kim Cúc, nhà của bên chị gái mình. Đây, mình sẽ cho mọi người xem ở phần phía đằng trước này thì có những cái gì nhiều ở đây thì cái view của nó rất là đẹp mọi người ạ. Đây. Đây, ở đây cái view nó rất là đẹp luôn. Đây. Ở dưới này thì cái ruộng rất là to luôn. Từ bên kia sang. Và hôm nay là một ngày vui của anh chị vào tân gia nhà mới. Từ cái ngôi làng cũ chuyển xuống đây. Đây là bây giờ hiện tại để ở riêng lẻ một nhà thôi. Đấy, và chúng ta sẽ cùng vào bên trong xem có những cái gì ẩm thực hay là có cái gì nhiều thì chúng ta vào xem bên trong có cái gì nhiều nha anh em nhé. Con này chị ăn phản cứ ra mà mì xa mà. Nhà nó đây anh em ơi, mình đang câu một miếng thịt. Đây mọi người ạ. Ngon quá. Ngon không? Đây là cách mới. Một cái.
chú tao có cắt lên bị khủng hạch tới ăn đính mày. Đấy, rất là nóng nhưng mà chị em vẫn miệt mài làm cơm. Thì tại bây giờ là 12 giờ hơn này. Nó đâm cô có hệ. Cô đang sang nhìn một chàng một đệ mua sang nhìn cô nhà cô. Tao quay nhỉ. Cần mấy phải đi tặng thức à, con ơi cần nó phải. Cái mày mới ăn lại ra. Mày nào ăn, ra cái mà nó này mày. Không có phiêu à, chiêu chế. Đó bà cậu. Đó tao biết tao gì lắm à. Hả? Tao gì lắm à. Mà ăn vịt tít không mà đâu mua chay. Ăn vịt tít không mà đâu mua chay. Này này này. Đâm mày. Này này đâm mày. Ở đây họ chuẩn bị làm măng này. Em. Ô gọi mình nhìn măng này. Em. Tại con Ninh đi mình ăn cứ rằng. Lại ăn luôn đi. Giờ chuẩn làm sâu rồi bị tẩu. Vậy anh ăn gì chay vậy? Nhưng nhảy gì lên á, chừng cứ tại mình rào mình chưa lên nè. Nếu mẹ hả, em ngoan đi á, chỗ mình nè. Nè, tao bỏ kèm tịch ạ. Ây dồ. Nè, bán nè, cọc vậy ạ. Yeah. Nói tạm, nói tiếp. Ông đây, xem họ đang làm cái gì kìa. Làm ngon thật nó em. Các món ngon nhất. Yeah, cái này lấy sống nó lấy chồm tại tiếng không nói chồm chứ tôi xin ăn tim. Bài sinh kiệt vô lên ngốc lưu bạn. Nóng im sẽ vui rồi. Ai, cứ im lên mày, đồ hồ. Món này ngon thật, chú. Con chắc mày còn nữa đấy. Các sếp. Sếp cho nó thừa nha. Ôi. Ok. Ai chàng nè, tốt mày. Các em tốt mày. Này, đây là món à chắp y xả có miếng phú lơ mỏn phản lò tòm luôn. Đây là món thịt nướng này. Nó sẽ nọ ăn lấy vào. Đây thịt vịt. Nồi này gì đấy? Sườn. Đang nướng đắp chan luôn. Nó nó mà món. Phong à. Phong ra mà đi phong. Ra mà. Phong đi phong. Chúng mọi chúng nào. Sườn. Bông này ta đây, lấy đây. Đây đằng sau đây à? Chị vá mình tao cút vô. Một tút nó tỏi vợ ẻo đi bây nhìn. Bình nhiên lấy bên cho tút lên. Mấy nó đồ. Nó xe nổ gôn mô. Bán là họ. Ăn đây nhá. Là bẩn dậu. Mày lươi à? Mày lươi. Bẩn lươi à? Xịt rồi, mình xịt ra rồi.
mời bạn về thăm quê hương tôi. Bao lạc miền biên cương thân yêu, giữa mùa hoa lê hoa mận que sắc thơm tươi, đẹp tình núi tình chân ai qua bao dốc bao đèo, sao sắc rừng trúc rừng hồi khúc nhạc reo, sông gâm sông neo đôi bờ xanh mình lúa về phố núi, một vùng non nước điện sáng lung linh say câu hát còi ngả nghiêng chờ tình. Sang bay đến với sân trường đông ngũ thân thương khi dấu chân sư vàng son thương mến lòng dân bát rượu men lá về cuối khó khắp tình câu hát trai gái lô lô tới câu ba góc bàn tìm lượn điều thêm đêm qua khóc gian khó các dân tộc bên nhau thắm sắc hoa đoàn kết quê hương ngọn cội thiêng liêng đất mẹ bao đời nhìn về tương lai rạng rỡ đẹp tươi khai thác bao tiềm năng phát triển bền vững khát vọng vươn cao với những công trình mới quên nguyên dược hầu sông neo đôi bờ xanh mình lúa về phố núi một vùng non nước điện sáng lung linh say câu hát còi ngả nghiêng chờ